Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm cứng lâu rồi cũng phải mềm đi Hồi cuối tháng 7 năm 2022, Đức là quốc gia đầu tiên từ chối nhập cảnh đối với người Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than bắt đầu bằng chữ P Nguyên nhân do thiếu thông tin về nơi sinh trong cuốn hộ chiếu này Sau đó nhiều quốc gia khác cũng làm tương tự như Đức Xã hội dậy sóng, rất nhiều trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài bị làm khó vì tấm hộ chiếu thiếu nơi sinh này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rất cứng đầu. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, ông Tô Lâm bị chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, ông Tô Lâm chủ yếu là đối phó với những chất vấn chứ không thừa nhận cái sai của ngành công an khi tự ý xóa mất nơi sinh trong cuốn hộ chiếu mới này. Thay vì đổi lại hộ chiếu mới cho những người đã lỡ sở hữu hộ chiếu bìa tím than, thì ông Tô Lâm đã có pha xử lý rất cồng cảnh, tốn công sức và tiền bạc của công dân Việt Nam. Đó là các đại sứ quán phải cấp thêm bị chú để bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu này. Đây được xem là hành động cứng đầu của ông Bộ trưởng Bộ Công an, quyết bảo vệ cái sai tới cùng và đẩy những rắc rối sang cho các đại sứ quán và người dân phải gánh chịu bản chất cứng đầu không chịu nhận sai của ông Tô Lâm thể hiện rõ nét qua việc ông cho công an bắt Thánh Giác Hành Peter Lâm Bùi vì anh này đã nhảy lại hành động rắc muối lên miếng thịt bò rát vàng nổi tiếng mà ông Tô Lâm đã từng há miệng ra đớp tại London. Ông Tô Lâm là người trưởng thành từ ngành an ninh, ông giữ các chức vụ như Cục Bảo vệ Chính trị 1, Cục Bảo vệ Chính trị 3 với mục đích là triệt phá những tổ chức hay cá nhân nào mà đảng nghi ngờ họ phá hoại an ninh chính trị. Nhiệm vụ của Tô Lâm là phá mà không cần bằng chứng, làm việc theo nguyên tắc thả bắt lầm còn hơn bỏ sót. Và từ đó hình thành nên tính cách độc đoán của ông bộ trưởng. Đây là hình ảnh ông thủ tướng nhắc nhở vẫn không ăn thua gì. Từ cuối tháng 7 đến nay đã 7 năm tháng, công dân Việt Nam ở nước ngoài đã vô cùng vất vả về cuốn hộ chiếu, thiếu nơi sinh của mình nhưng Tô Lâm vẫn không chịu thay đổi quan điểm. Cái sai của ông Tô Lâm đã quá rõ ràng, không thể chối cãi được. Vậy mà ông Tô Lâm vẫn cương quyết giữ nguyên cách làm cũ. Vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc nhẹ rằng Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp xử lý vấn đề mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, câu nói của ông Phạm Minh Chính vẫn không lay chuyển được cái đầu ngoan cố của ông Tô Lâm, dù ông Tô Lâm chỉ là bộ trưởng dưới quyền ông Thủ tướng. Nhưng dù cứng đờ cỡ nào thì cũng đến lúc ông Tô Lâm phải mềm, bởi không thể vì cái sai phạm cá nhân mà người dân cứ thiệt hại mãi như vậy được. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2023, ông Tô Lâm cũng phải chỉ đạo Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai cấp hộ chiếu mới bổ sung thông tin nơi sinh. Như vậy là Tô Lâm đã phải mềm sau 5 tháng, cứng đầu không chịu lùi bước. Tại Việt Nam hiện nay gần như không ai có thể kiểm soát được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tô Lâm chỉ nghe lệnh từ Tổng Bí Thư, còn Thủ tướng thì gần như không kiểm soát được ông Bộ trưởng này. Tô Lâm đang rất hữu ích với ông Tổng Bí Thư vì có thế dựa vững chãi vào ông Tổng, nên ông Tô Lâm dám lộng quyền bất chấp mà vẫn không bị xử lý kỷ luật lên hình ảnh và cuối cùng thì ông Tô Lâm cũng phải xỉu. Tô Lâm là mẫu người làm càn vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cách đây 6 năm đã nói lên điều đó. Tuy nhiên đẩy nhân dân vào thế khó khăn chỉ vì tắc trách trong việc cấp hộ chiếu là điều không thể duy trì mãi được. Không thể phớt lờ những khó khăn bất tiện của người dân và cuối cùng thì Tô Lâm cũng phải mềm. Hiện nay Tô Lâm là người có ích trong Tổng Bí Thư có ích cho đảng Cộng sản nhưng chưa chắc gì có ích cho nhân dân. Và có lẽ cũng chỉ cần hai tác động đó thì vị thế của ông Tô Lâm không ai có thể lung lay cho được. Khi nào ông Nguyễn Phú Trọng còn nằm tổng bí thư thì ngày đó Tô Lâm vẫn còn vững mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Tô Lâm cứng lâu rồi cũng phải mềm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có lưu lẫn hay không? Ông cho ra lò mớ luật rồi lại dẫm lên nó ông nguyễn phú trọng đang có tham vọng trở thành lãnh tụ trong đảng cộng sản việt nam là lãnh tụ thứ hai chỉ sau ông hồ chí minh ông hồ chí minh là người đầu tiên được xem như là ông thánh của chế độ không một ai trong đảng cộng sản có thể vượt lên trên con người này ông trọng muốn làm người thứ nhì thời thế mang đến cho nguyễn phú trọng một cơ hội rất lớn đó là quyền lực trong tay của ông đang mạnh gần như tuyệt đối so với phần còn lại đồng thời việc ông hô hào chống tham nhũng cũng đem lại cho ông sự ủng hộ từ dân chúng dù rằng ý đồ của ông không phải là vì dân mà là vì đảng ngoài ra nguồn tham có thể nói là vô tận của chế độ này đã và đang giúp cho ông lập thành tích diệt tham nhũng mà trong quá khứ chưa có ông tổng bí thư nào có thể làm được đến như thế nói chung là trong tay của ông nguyễn phú trọng đã có đầy đủ thiên thời địa lợi và nhân hòa để ông thực hiện chiến dịch thanh trừng dưới mỹ từ là làm trong sạch đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng mang tục danh là Lú từ khi ông còn là lãnh đạo tại Hà Nội. Như thực ra có phải ông như vậy hay không? Có thể nói rằng tham nhũng ở chế độ này đang đến hồi báo động. Các quan chức hiện nay đạt tới mức độ tàn ác không thua gì bạo chúa. Họ coi mạng của người dân như cỏ rác. Họ nhẫn tâm đến mức cho cưỡng bức dân xét nghiệm để bán những bộ kit xét nghiệm giả với giá cao gấp 10 lần giá mua vào từ Trung Quốc. Bất chấp hàng triệu người khốn khổ vì đại dịch, hàng vạn người chết, họ vẫn chấn lột hàng ngàn tỷ đồng của dân. Chưa hết, hãng bay quốc danh của Việt Nam kết hợp với đại sứ quán các nước lùa ga và chấn lột đồng bào ở hải ngoại khi họ bị mắc kẹt giữa đất khách vì đại dịch. Có thể nói, cái tham, cái ác trong Đảng Cộng sản đã lên đến tột cùng. Với tình trạng như vậy, thì ông Trọng không thanh trừng thì không được. Nếu không thanh trừng mạnh thì chế độ này có nguy cơ sẽ sụp đổ. Với những loại tham nhũng cực khủng với tâm thế cực ác như thế, sẽ đưa lòng dân đến giới hạn của sự chịu đựng. Đây là hình ảnh của ban cán sự đảng bộ Tài nguyên và Môi trường dính khuyết điểm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như ông Trọng vì dân triệt hạ tham ô, nhưng thực chất ông Trọng phải xử lý một số thành phần ăn quá lộ liễu để bảo vệ cái đảng của ông. Nếu tình ý sẽ thấy ông Nguyễn Phú Trọng thanh trừng thì có chọn lọc, ai không thuộc dòng nhóm quyền lực của ông, ông sẽ thẳng tay trừng trị. Ai thuộc phe của ông thì được nương tay đánh nhẹ. Giới phê bình chính trị phát hiện ra điều này và họ không ngây thơ tin những gì ông Nguyễn Phú Trọng làm là vì dân Chính vì thế, họ thường được chế độ này gọi là bọn chống phá, vì họ là những người nhìn thấu tâm gan của Đảng. Với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng áp dụng quy tắc 5 bước để tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cho mình. 5 bước đó là Bước 1 là xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ. Bước 2 là xác định tiêu chí cụ thể. Bước 3 là rồi đến bước 4 là tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự. Và bước 5 là tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết về vấn đề nhân sự. Nhìn vào các quy hoạch đó thì có vẻ như rất chặt chẽ, nhưng thực tế thì ông Trọng đã chọn nhân sự cấp cao không theo nguyên tắc này. Cụ thể nhất là vào ngày 21 tháng 12 năm 2022 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra kết luận Ban Các sự Đảng Bộ, Bộ Tài nguyên Môi trường thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để một số tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm khuyết điểm trong tham mưu xây dựng và ban hành các tổ chức thực hiện thể chế chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Ấy vậy mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thì lại, lại đang được chọn làm Phó Thủ tướng thay trong Vũ Đức Đàm. Vậy có phải là ông Nguyễn Phú Trọng lại dẫm lên chính quy định của mình hay không? Đây là hình ảnh ông Trần Hồng Hà. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp lên chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Phú Trọng thì bị gắn biệt danh là lú từ khi còn ông là lãnh đạo tại thành phố Hà Nội. Danh sừng đó là do người dân đặt cho ông. Nếu nhìn vào những gì ông đang làm về công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ cho Đảng, thì có vẻ ông lú thật. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào sự việc, thì sẽ thấy ông không lú, ông cố tình làm như thế ông đặt bẫy là để gài phe khác dính vào bẫy còn phe của ông thì cho qua nói đâu xa ông tự đặt ra suất đặc biệt cho bốn nhân vật tứ trụ nhưng cho đến nay ông lại là người hưởng lợi nhiều nhất từ chính quy định đó ông đặt ra và dẫm lên nhưng dẫm cũng có chọn lọc dẫm sao cho có lợi cho ông và phe của ông quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của lê trung khoa thời báo .d với bản tin Liệu ông trọng có lú lẫn hay không? Ông cho ra lo luật rồi lại dẫm lên chính nó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.de